Dạ em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay em giới thiệu hai mã củ đề mà em đang bán chạy nhất nha cô chú anh chị. Nhất là cái củ này, còn cái củ này mới về. Củ đề chính hãng hết quay em sử dụng cho đít dài tương đương với củ đề của Phu 1 mà sử dụng được cho tất cả các dòng xe đời cũ nha cô chú anh chị, như là rim Thái, rim lùng City Trung Quốc gì á. Cái tạng củ đề giống vậy là ok. Và cái củ đề này là củ đề đít dài nha cô chú, dài xong. Và tất cả cái hoạt hàng này là chính hãng của công ty SYM nên cô chị an tâm và mình bán rất là chạy, không cần phải giới thiệu nhiều luôn nha cô chị. Logo nhà máy là của SYM ở đây và cái mã Zili, ngày tháng sản xuất củ đề là ở đây và đặc biệt là nhôm sần nha cô chú chị. Thì mình bán cô chú chị cũng thấy quen rồi đó, quá trời là đồ của chính hãng SYM. Và trong cái rotor của cái xe này mình đã có những clip trước nha bạn, phủ keo toàn bộ cái rotor. Và mình hôm nay mình sẽ nhấn mạnh cho cô chú anh chị biết những cái củ đề xịn, dù là mình đang nói một hãng Honda thôi nha, còn hãng Gia là nó khác hệ, là nó cách nhận diện một cách khác. Mình đang nói là hãng Honda hoặc là củ đề mang nhãn hiệu Mitsubishi gì á, muốn biết nhận diện được hàng xịn hay không, mở cái ruột bên trong ra cho mình và coi cổ gớp phải có phủ keo, cổ gớp phải có phủ keo và phủ keo toàn bộ thân dây điện. Và đối với hàng xịn, thứ nhất cân bằng động sẽ có hai dạng cân bằng động rotor. Thứ nhất là móc lỗ cái rãnh rotor để cân động bằng động khi mà đề nó sẽ quay tròn. Thứ hai là dán những cái định vị, dán những cái dán thêm những cái cục này nè. Chỗ nào thí dụ như nhẹ quá người ta dán thêm, người ta không móc những cái chỗ nặng. Thì có hai cách cân bằng động. Và đây là cái ruột đề của quay S110 mà công ty SYM mình lấy gì mình bán. Thì cái củ đề này không có Mitsubishi, chỉ có đúng cái mã số Zili của SYM thôi. Đây nè, Zili SYM. Và cái ruột bên trong cô chú anh chị thấy cỡ này mà xài chừng nào mấy là hư nổi. Điểm nhấn mạnh tất cả các củ đề mở ruột ra buộc phải có phủ keo cổ gớp, hai là phủ keo toàn thân và dây điện vệ sinh. Đó là củ đề xài được cái đã, và chính hãng của Honda là buộc phải phủ keo còn chặt dữ hơn nữa. Cô chú anh chị nhớ dùm cái điểm nhấn cho mình, đó là cái người bán là mới biết hàng đó, tất cả đều phủ keo. Cô chú anh chị thấy đây là mình đang nói cái cũ quay hết cho 10, còn cái cũ mà quay rim của mình là mình đã mở rồi và mình test cái độ im ái ngay lập tức cho cô chú anh chị xem. Cái bộ này mình quay cho cô chú anh chị xem bên trong bên ngoài nè, đó cỡ này mà gắn vô chiếc quay ít cô chứ anh chị đi cài bừa, nhất là anh em đi giao hàng thì mấy bền nổi. Còn không phủ keo, thứ nhất là đề nó yếu, thứ hai là đề nó nóng lên nó bứt luôn mấy cọng dây này ra. Mình đã xài qua hết rồi, những cái đồ Trung Quốc là mình xài hết rồi, xài đồ Trung Quốc là xài hết tất tần tật, mà cuối cùng chốt lại không lại đồ ít quay em, cứ ngon bổ rẻ là ít quay em thẳng tiến rồi chứ anh chị. Và đây là cái đít đề của nó nha, mình mở ra mình cho cô chú anh chị kia hôi đít đề. Trong đây dầu mỡ cỡ này nè là ok. Cô chú anh chị thấy cái độ tin cậy chưa? Đây. Đó. Rất là đã. Rồi mình không có gấp kịp đâu. Mấy con ốc này siết bằng nhà máy người ta siết chặt quá, mình không mở nổi bằng cái vít, mình phải mượn cái kìm bấm mình mở nha cô chú anh chị. Thì cái con này nè, mình không giao. Với đặc tính của mình là mình không giao những cái hàng test như thế này. Rồi mình sẽ bây giờ gáp lại thì thời gian nó nhiều quá, mình sẽ lấy một cái cũ khác. Mình sẽ test cái độ im ái. Thì đây là cái test này là mình không khuyến khích cô chú anh chị test. Và cái củ đề là nó không hư. Cái hoạt động của củ đề là dùng than, chổi than là không bao giờ hư được, trừ khi hết than thôi. Còn cái rotor này lâu ngày á, bền hay không, mạnh hay không là do cái rotor này. Thì củ đề quay S110 là rất là chuẩn, rất là mạnh. Thì có gì mua đúng là xài rất là ok. Thì mình cũng lên cái clip này để anh em thợ người ta nhận định, để người ta biết được những cái hàng để chất lượng mình mua mình xài. Riêng cái cũ này là mình nghĩ là nay mai sẽ cháy hàng cái cũ này, tại cũ này mình về khoảng hai mấy cũ để mình test hàng sản phẩm rồi mình mới tiến hành nhập số lượng như cô chú anh chị. Thì đây là rất là ok nè, đây cô chú anh chị thấy có mã số hết rồi. Thì mình mượn cái này là mình không khuyến khích làm nha, tại trong kho bây giờ không có cái gì để thử và không có cái đồ để cắm cái mình mấy ngày nay mình lạc cái cây để cắm cái điện thoại lên, nó nằm đâu luôn cơ chứ gì. Thì mình gắm đỡ cái này, cái này là không, cái cọng này nhỏ không đủ tải nha, mình không khuyến khích làm, không khuyến khích làm nha cơ chứ gì. Đây là cái bình ắc quy nè, rồi mình không biết làm sao để giữ nó, giữ chặt nha bạn, nó thiếu nó chạy cũng không ngon và mình biết nó không ok á. Đây mình mượn cái chân nha cơ chứ gì, mượn cái chân giữ đỡ đi
nó nổ dữ lắm, cái cọng nhỏ là nó nổ, nhưng mà mình gán cố gắng để test, nhiều khi cháy tay. Nhưng cô chi test độ im rồi, ok. Đây là những cái gì mình muốn chia sẻ một cách là chuẩn cô chú anh chị. Mình đang bán lẻ hầu như củ này là sát là những cái gì, mình bán đồng giá là 270.000, củ này hầu như là không bớt giá được nữa nha cô chú anh chị, 270.000. Nói chung là mình mua shop mình khỏi lòng, biết bao nhiêu anh em mà xài củ đề này là gọi là trùm cuối rồi đó, trùm cuối đó. Chứ nó sẽ thay vì mua những hàng nhái Mitsuba thì mua cái củ này gọi là trùm cuối 8-10 so với hãng Honda. Còn mình không dám nói 10-10 đâu, 8-10 so với hãng Honda. Dù sao thằng này cũng là thương hiệu của Đài Loan đó, thì mình không có dám nói cạnh tranh với người Nhật. Rồi, mình xin cảm ơn các cô chú anh chị.